Dạ hello, xin chào cả nhà, lại là em Duy đây, cửa hàng xe máy Duy Dũng Củ Chi. Bên em có chuyên mua bán và trao đổi xe. Nếu quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu mua xe hoặc là kiếm xe giá rẻ mình đi làm thì cứ liên hệ em qua số Zalo là 0379666994, số Zalo của em. Địa chỉ là 271A, đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha quý cô chú mình. Thì nếu quý cô chú anh chị em mình chưa đến cửa hàng của em bao giờ hoặc là mình không rành đường đi thì mình cứ liên hệ em về số Zalo ha nha, hoặc là số điện thoại của em. Số Zalo của em thì sẽ không có chặn tin nhắn người lạ với là với các bạn nha, nên quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ về cho em nha. Thì thủ tục trả góp thì cũng rất là đơn giản thôi. Quý cô chú anh chị em mình chỉ cần một cái căn cước công dân. Yêu cầu là không được nợ xấu nha, trên 20 tuổi và dưới 60. Thì hôm nay em không có đẩy xe ra hết nha. Một số xe thì em quay một nửa trong đây, với một nửa xe tay ga thì em quay trong nhà nha. Em sẽ quay trong nhà. Chứ có một mình đã đẩy ra hết rất là phê luôn. Thì để em dạo sang một vòng. Hôm nay em về con clip xe này thì hôm bữa cũng có người đặt cọc rồi, nhưng mà anh chủ xe này kẹt tiền nha, nên anh bỏ cọc. Nên hôm nay em quay lại cho quý cô chú anh chị em mình mua nha. Lít 210 mâm 6 cây nha anh em. Xe máy im nha, lít 210 mâm 6 cây. Honda Steam. Giống xe này giống đây. Hôm nay vừa về con này giá chỉ có 6 triệu thôi. Giá rất là rẻ cho quý cô chú anh chị em mình nha. Cái máy là phải là đúng là sát khủng nha. Cái máy là mấy con xe khác của em muốn bây giờ là phải ngang cửa cái máy đó. Máy rất là im luôn. Em ví như là xe mới luôn nha. Rồi để em dạo một vòng bên kia. Thì hôm nay em về có một số xe mới. Có một số xe mới hôm nay em về một em Nosa. Em này Nosa màu đỏ nha. Nosa Elizabeth FI, giá chỉ có 5,8 triệu thôi. Máy thì rất là im luôn, đề é là chạy thôi nha. 5,8 triệu. Biển con 8 đắc miêu đắc nông nha anh em nào ở đắc nông thấy con này giá hợp lý thì mua họ nha, màu trắng nha, FI full size thử luôn. Con này thì AB FI 210 mâm 6 cây nha, biển quận 4, nô tứ, giá chỉ có 5,3 triệu, còn 5,2 triệu, còn 5,1 triệu. Xe này thì cũng có người cọc rồi. Đây. Xe này thì chủ nhật thì em ship về Bình Phước nha. Attila màu trắng. Xe này cũng có nhận cọc rồi, thì chủ xe kêu chủ nhật mới gửi về cho anh. Rồi, để em quay ra ngoài kia. Ra ngoài kia em quay cho quý cô chú anh chị em mình. Thì nếu quý cô chú anh chị em mình ưng dòng xe nào thì mình cứ chụp kỹ số xe gửi qua Zalo giúp em nha. Em nhìn biển số xe thì em sẽ gửi là cho quý cô chú anh chị em mình nha. Asolo 7,7 triệu, máy rất là êm. Đây là nổ à. 7,7 triệu nha. Biển Sài Gòn luôn, cho anh chị em mình ở Sài Gòn kiếm xe biển thành phố đi cho nó thoải mái nha. Dạ rồi. Trước mặt quý cô chú anh chị em mình là một em clip 2010. Xe này đăng ký là tháng 12 2010 luôn. Sắp bước qua 2011 nha. Đây. 9 tháng 11 2010. Đây. Đúng đát 2010 nha. Mâm 6 cây. Xe đẹp nha anh em, mâm 6 cây. Đời cao nha. Em bán giá mọi người chỉ có là 9,2 triệu, còn lại là 9 triệu nha. Tại vì ông chú ông bỏ cọc thì em quay em bán lại cho quý cô chú anh chị em mình đang kiếm dòng xe clip. Hôm bữa này có mấy người hỏi nhiều lắm mà ông chú đó cũng đặt cọc rồi. Giờ em quay ra bán lại nha. Nếu quý cô chú anh chị em mình có thấy con này em bán lại thì cứ liên hệ lại cho em nha. Ai mua trước thì em bán trước nha anh em. Có quý cô chú anh chị em mình cứ dặn bằng miệng á, nhưng mà khi em bán rồi đến cửa hàng của em thì xe cũng đã bán rồi nha. Trước khi đến cửa hàng của em thì cứ alo cho em trước xe còn hay không, thì quý cô chú anh chị em mình hãy đến cửa hàng nha. Rồi. Con này em bán giá cho quý cô chú anh chị em mình là còn 9 triệu nha. Biển 59N200156 2010, 9 triệu 2, còn lại là 9 triệu nha. Đây, vỏ còn mới tinh. 2010. Vỏ đạp còn yên nguyên đầy đủ nha. Tem bọng đầy đủ nha anh em. Đây là
chiếc clip còn nha, nó chỉ mất cái chữ L thôi, 5 tháng là mà 2/10 mà bây giờ còn rất là ok nha. Em vô nhà lấy cái gì phá. Chi tiết cho anh em mình nha, hoặc là quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em. Xe này có mình em khó đề quá. Rồi quý cô chú anh chị em mình muốn dòng này thì cứ liên hệ với em nha, em nổ máy chi tiết, chụp hình Zalo gửi qua cho nha. Tại vì có mình em phải bất thắng bên đây mới để được, tại một tay cầm máy quay với một tay thì không có này, cầm cái máy quay rồi không có nói chuyện, không có nổ máy cho quý cô chú anh chị em mình nha. Còn quý cô chú anh chị em mình muốn chi tiết thì cứ liên hệ với em chụp hình xe nổ máy chi tiết cho. Xe này em bao mọi người là đầu chưa rớt nha, đầu chưa rớt nha em. Tiếp theo là một em Honda Steam, thì con này biển Bình Dương 61H144806 nha. Xe này thì em đội của khách, em đội của ông chủ ở bên Bình Dương á, hôm qua ông đội chiếc Vision. Xe đẹp, máy zin nha anh em, toàn bộ là zin nha, này là trước sơn zin còn luôn nha, này là nguyên thủy nha, em cũng chưa có giảm giá bán tút luôn nha anh em. Rồi anh em nào mình thích cái dòng này thì cứ liên hệ về em nha. Zin còn nha, em không có giảm giá bán tút, em để nước sơn zin cho nó đẹp nha. Honda Steam biển 61 Bình Dương 6.2 triệu, còn là 6 triệu nha. Nó giống chiếc bài xì á. Rồi chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 6 triệu chẵn nha, 6 triệu chẵn, máy im cực kỳ luôn. Xe này anh em mua về là đi uống cà phê rất là ok luôn nha. Mấy con này giờ đào đâu ra chiếc thứ hai nữa nha anh em. Lâu lâu cũng có chiếc rồi, lâu lâu có chiếc khách rồi chưa. Mấy con này giờ đi kiếm mua cũng có luôn nha. Kiếm rộng heo xe đầy đủ luôn. Rồi Honda Steam bán giá cho quý cô chú anh chị mình là 6 triệu nha, biển Bình Dương nha anh em. Biển Bình Dương. Rồi hôm nay em về một em quay RGX quay siêu nhanh nha. Em quay siêu nhanh. Em này em bán giá mọi người là 7.8 triệu bị Củ Chi. 59i223941 7.8 triệu nha. 7.8 triệu. Mua về chạy cài bừa, chở đồ với mình là phương tiện đi đứng đi làm rất là ok nha anh em. Máy chạy đầm lắm. Bánh căm thân đĩa nha. Rồi em chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 7.8 triệu, còn lại là 7.6 triệu nha. Biển biển Củ Chi 59i223941. Xe này em mua lại của khách hồi trưa nên chìa khóa em rút bỏ trong nhà rồi. Máy nổ rất là im nha. Rồi tiếp theo là một em Revo. Em này biển thành phố Hồ Chí Minh 54L12126 5.8 triệu, còn là 5.6 triệu nha. Hôm nay em về mấy em giá rẻ bình dân phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình mua mình có xe đi làm nha. Biển 54L12128 L48 nha. Revo. Xe này chưa em mới có lấy cái bình ra rồi nên em bao mọi người là đèn bình càng full đầy đủ nha, đạp nhẹ cái nổ
Kim nha, 54L12128. Rồi chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 5,6 triệu nha. Nên nhìn hơn quay chút xíu thôi, nhưng mà được cái là xe Nhật nha, đề đạp cái nổ thôi, xin lỗi là đề cái là nổ liền nha. Đèn bình càng full chức năng đủ nha anh em, tại vì từ nó hết bình đó, em hai màu quên chưa có nhập hai. Suzuki Revo. Rồi tiếp theo là một em Mio, em này mang biển kiểm soát là 55B11137, 6,5 triệu, còn lại là 6,3 triệu nha. Mio Ultimo nhỏ gọn, máy chạy rất là bốc nha. Chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 6,3 triệu nha, 6,3 triệu đồng. Tiếp theo là một em Honda Palac, uống nước là phải làm một ca chứ cũng chì rất là nóng luôn. 60B596054, em Honda Palac đời 2019 nha, đời 2019 máy. Im nha. Đặc biệt sẽ là bánh mâm thắng đĩa luôn nha anh em. Bánh mâm thắng đĩa. Giỏ trước giỏ sau anh chủ mới thay nè. Còn rất là mới luôn. Gai góc cũng còn rất là cao nha. Gắn kiến đầy đủ cho anh em mình luôn. Về một em Sirius nha, máy em Sirius Sanker thì máy xe rẻ tiền bán hết rồi. Em 59L160496 nha, 8,8 triệu, còn lại 8,6 triệu nha, 8,8 triệu, còn lại 8,6 triệu. Xe này thì biển quận 8 nha anh em, 59L160496. Xe này thì cũng có lên đồng hồ quân xô rồi, đồng hồ điện tử nha. Sài Gòn xuống đổi của em. Máy im bình đầy đủ nha. Xe này thì cũng lên đồng hồ, lên một cái đồng hồ điện tử rồi. Anh em nào thích dòng kiển thì mình nghĩ là con này quá ok nha. 8,8 triệu còn lại 8,6 triệu nha anh em. Nếu quý cô chú anh chị em mình hoặc là anh em mình ở xa thì cứ cọc cho em từ 1 đến 2 triệu, em ship xa cho mọi người. Còn ở gần cửa hàng thì cứ đến cửa hàng cho chạy thử test thử thoải mái nha. Anh em có cho chạy thử test thử thoải mái luôn. Còn anh em mình ưng thì mình xuống tiền thôi. Còn anh em mình ở xa thì cứ cọc cho em, em ship xa cho mọi người nha. Em sẽ nhờ vận chuyển trung gian thứ ba ship xe cho mọi người. Rồi tiếp theo là một em Sirius. Em này biển 59Y294462 2017 nha, đời 2017. 2017 thì xe nó qua cái bô rất dài rồi. 10,5 triệu, còn lại là 10,3 triệu. Em này Sirius bán hết rồi nha anh em. Hai con này thôi. Sirius giờ còn có hai con à. Cái này bán
rút bánh cũng chạy. Xe đẹp máy im nha, xe có lên cấp phụ màu vàng rồi. Rồi chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 10.500.000 còn lại là 10.300.000 nha. Xe thì đèn đuốc đầy đủ luôn, có đá xin cho anh em luôn nha. Đây, đá vaccine đầy đủ luôn. Anh em mình khó mà chạy mà mấy anh bốn bánh mà cứ đá mình đá lại đó nha. Tiếp theo là một em quen pha, em này biển đẹp qua biển ở đây thì cũng không nhớ nữa. 52M9 0647 của em quen pha, em này đời 2 lấy 2 phải, 2 lấy 2 2 lấy 3 nha. Chữ Honda lốc cong nha, chữ Honda lốc cong lốc đen. Cam zin, đồng zin theo xe, nước sơn zin còn nha. Xe thì cũng có chạm rồi nha, cũng có chạm cái đầu rồi, nhưng mà xe 5 tháng mà xe máy nổ rất là im nha anh em. Mấy cái dòng này cũng hoạt động có đá cho anh em mình chạy cài vừa luôn. Chốt đơn cho anh chị em mình cô chú là 12.800.000 nha, 12.800.000 còn là 12.600.000 nha. Xe đẹp nha anh em, xe đẹp nha. Xe này thì cũng có đi cọc phục phu trò 1 rồi nha, nhưng mà lộ 1 nha anh em, với hàng pha ke nha. Rồi tiếp theo là một em quay hái 110 biển T là quần nhất nha, 51T67721 đời 2000 nha, 23.800.000 còn lại là 236 nha. Xe thì cũng bắt chạm rồi nhưng mà máy thì nó cực kỳ, đồng hồ của nó còn này nha. Xe này em bao mọi người là qua lăng mâm lửa còn nha, IC còn luôn nha, qua lăng mâm lửa còn rất là xanh âm mà. Cuộc theo xe còn, nước sơn zin theo xe còn luôn nha. Anh em nào đang kiếm dòng quay hái 110 thì mình xem qua cái con này nhé. Xe này thì đầu cũng có chạm rồi nha anh em, đầu cũng có chạm rồi nha. Pha luôn nha. Nếu mà anh em mà chạy mà có cảm chạy hai con này qua rồi thì anh em sẽ biết cái con nào là giá trị nó khác nhau liền. Xe này máy chạy đầm lắm. Rồi để em quay vô nhà cho anh em mình. Rồi một con rim Thái nha. Em này biển 59X402657, 22.800.000 chính chủ nha. Xe này cũng ký ủy quyền về em rồi. Xe này vẫn zin heo xe còn luôn nha. Đời 2004. Zin theo xe còn luôn, nước sơn zin 4 dấu chấm điện còn đầy đủ nha. Thì nào của đó nha anh em. Uzi cầm nền. Em này biển
thì khu đất nhưng mà sang tên về Củ Chi rồi, 59X402657 22.800, còn lại là 22.600 nha. Hiện tại thì em đang đứng ủy quyền nha, em đang đứng ủy quyền lần một. Anh em muốn sang tên hoặc là muốn ký ủy quyền lần hai thì đều ok nha. Anh em muốn sang tên rút gốc thì cứ thêm phí ra, cửa hàng của em hỗ trợ cho anh em mình nha. Xe nước sơn zin còn luôn nè, tem zin theo xe còn rồi. Con ngoài cùng thì dọn lại nguyên con rồi nha, nhưng mà giá xe chỉ có 17 triệu thôi, cũng chính chủ nha. Thì xe này thì đang được nguyên quyền lần một nha anh em, 59Y377432. Xe này thì anh chủ xe cũng dọn là full con rồi, con cái đoạn phía trước luôn. Rồi anh chị em mình đang đam mê dòng Supreme, em có hai con nha, hai con này thì đầu cũng bắt chạm rồi hết nha anh em, nên anh em mình ưng thì mình cứ liên hệ về em. Đây, cận cảnh em nó này rất là đẹp nha, lốc nước sơn zin còn. Rồi tiếp theo là một em Sachia, em này biển 59Y342665, 21.500, chính chủ bao ký nha, chính chủ bao ký cho anh em mình. Thì xe này thì em đang đứng với quyền lòng một rồi nha, anh em muốn rút gốc sang tên thì cứ thêm phí ra, cửa hàng của em hỗ trợ cho anh em mình sang tên nha. Máy móc thì em bao mọi người là nguyên zin. Tem zin theo xe còn luôn, xe rất là đẹp nha, màu xanh đen. Rồi Accenter 150 biển 59N28 7216, em để giá cho quý cô chú anh chị em mình là 17.800 nha, con này đời 2017 nha anh em, 17.800. Con mày cùng con mày kế bên thì biển 59K206326 nha, em bán cho mọi người là 18.888 nha anh em. Máy móc thì bao mọi người là nguyên zin, máy im, máy móc nguyên zin nha, nồi chưa rớt nha anh em. Rồi tiếp theo là một em nô 5, con này em đã chốt cọc cho chú khách rồi, đợi chú chủ nhật em đi ship cho chú. Thì em lô 5, em này thì mang biển kiểm soát là 54X96882, 5.3 còn lại là 5.1 nha, máy im cực kỳ luôn. Xe này xe đẹp nha anh em, mấy cái chiếc trước em bán còn là 4.000.000 mấy, 4.500.000 là có rồi nha, nhưng mà con này thì sơn zin còn luôn, bông vàng luôn nha. Xin nhan đầy đủ luôn. Cho quý cô chú anh chị em mình là 5.1 triệu nha, 5.1 triệu. Rồi tiếp theo là một em AB FI phun xăng điện tử đời 2010 mâm 6 cây, màu trắng một trai nha, trắng một trinh, máy móc em đã ba mọi người là đầu chưa có dấu chạm nha, máy zin 59C409569 nha, 15.500. Của ai là xé cái miếng cái mạc cái ta bao tiêu rồi, đầu chưa có dấu chạm luôn nha anh em, máy móc thì nguyên zin nha, biển quận 4 2010 mầm 6 cây. Xe đẹp nha anh em,
màu trắng, xe đẹp, rất là đẹp luôn. Máy móc thì bao zin nha, đầu chưa có dấu kéo nha anh em. Đây, bánh trước còn rất là mới nha, bánh sau chứ quên. FI phun xăng tử nha, 2.10, một trắng nha anh em. Rồi chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 10.500.000, còn lại là 10.300.000 nha, 10.300.000. Máy móc hiện như xin biển thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một em ly biển 55B53420, màu hột gà nha, một keo hột gà, xe đẹp, máy im, nồi không hú nha. Máy im bình đầy đủ nha anh em. Mình dùng ly mà ở xa thì mình cứ cọc cho em ship về cho, cứ cọc cho em từ 1 đến 2 triệu em ship về cho quý cô chú anh chị em mình luôn nha. Con này FI rồi nha mọi người, FI rồi nha anh em. Đây căn cấp chi tiết của em nó rất là sang trọng nha, sạch sẽ, xe rất là sạch sẽ nha, và chỉ việc đổ xăng thay nhớt và đi thôi. Rồi hôm nay em về một em ly, em này biển 54Z27841, con này thì biển Nhà Bè nhé, phiên bản màu đen bóng nha anh em. Nếu mà anh em không thích màu màu sáng thì mình tìm nghĩ màu đen thì quá ok nha. Gương đầy đủ cho anh em mình luôn. Con này bán giá mọi người là 8 triệu, còn lại là 7.8 triệu nha, 7.8 triệu cho em ly màu đen này nha anh em. Xe anh em mua về chở đồ, mình mua cái bay ga sao mình chở đồ, anh em hay chở đồ con này lắm, chở bánh tráng hoặc là chở mấy cái đồ mà còn trên mấy cái dòng ly này là phải nói tốt một nha. Cho quý cô chú anh chị em mình là 7.8 triệu nha, 7.800.000. Rồi tiếp theo là một em Alizabeth FI full size tử luôn nha. Em này biển 48 Đắk Nông, Đắk Miêu Đắk Nông nha, 78D104989 nha, 5.8 triệu, còn lại là 5.6 triệu nha, 5.8 triệu, còn 5.6 triệu. Im bình đầy đủ nha anh em, xe này em bao người là máy im nha. Anh em ở Đắk Nông mà đang kiếm
Còn dòng xe này thì mình cứ liên hệ với em nha. Em này thì đó qua FI rồi nha anh em, không phải là Bình Xăng Cơ nha. 48D104989 nha. 5,8 triệu rồi là 5,6 triệu. Ở trong này thì nó hơi hẹn chút xíu nên quý cô chú anh chị em mình chịu khó thông cảm giúp em nha. Còn muốn chi tiết hơn thì mình cứ nhắn tin về Zalo với em. Em có để góc trái màn hình đó. Zalo của em thì em có để số điện thoại ngay góc trái màn hình. Quý cô chú anh chị em mình cứ xem vô đó và liên hệ về em nha. Con này thì màu trắng nha anh em. Rồi, chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 5,6 triệu nha. Vision 2020. Em này biển 59Y374860. Xe này thì có sang tên một lần rồi nha. Đi hàng 7. Hàng 7 thì nó sẽ là 2021 nha. 2021 với 2021, còn đi hàng 8, hàng 9 thì là 22, 23. Em nhìn biển số là biết xe đời bao nhiêu liền à. Rồi, em này Vision 2020 ổ khóa xì mạch cây. Chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 24,5 triệu nha. 245 cho em Vision này nha. Ổ khóa xì mạch cây. Xe đẹp máy êm nha. Xe đẹp máy êm, máy móc thì nguyên zin. Xe là phải nguyên zin nha. Đầu chưa có dấu chạm. Rồi, chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 24,5 triệu. Còn lại là 243 nha. Tiếp theo là một em AB Robot. Em này thì 9,5 triệu, còn lại 9,3 triệu, biển Bình Phước 93F03908 nha. Máy móc thì hình như là con này là nguyên zin, chưa có dấu chạm nha, tại vì em cũng có kiểm tra rồi. Đời 2012 mà bây giờ 2024 mà đầu chưa có dấu chạm luôn nha. Máy nổ rất là im, AB đồ bò. Anh em Bình Phước thì hai con này ưng thì mình cứ nhắn tin về Zalo giúp em 0379666994. Địa chỉ là 271A, tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh em mình không biết thì cứ nhắn tin về Zalo, em gửi vị trí cửa hàng của em nha. Rồi, một em Nosa, em này biển 70 Tây Ninh, 70D122135, 10,5 triệu, còn lại là 10,3 triệu nha. Mấy dòng Noza này em bán cũng rất là chạy luôn nha. Hôm bữa có hai chiếc màu xanh với màu trắng em có bán rồi. Hôm nay về màu đỏ nha. Này là keo nha anh em. Nó gắn cái ớt đó. Em lột nó còn keo. Em chưa có lột hết anh. Noza màu đỏ. Anh em nào đang kiếm dòng Noza mua cho vợ đi chợ rất là ok nha. Cái dòng mở cốp này cũng mở cốp, em mở cốp cho quý cô chú anh chị em mình xem cái dòng đó. Đây, mở được rồi. Đây, còn cái nỉ ở trong luôn nè anh em. Xe này đời 2013 nha, nhưng mà cái bộ đồ nghề còn zin theo xe luôn nè anh em. Thấy chưa, xe còn rất là can nha. Noza mình đã áo phát áo mưa rồi, rất là ok nha. Ngay chuẩn bị vô mùa mưa rồi, mình mà mua xe mà có cái cốp này đi rất là ok nha. Đặc biệt xe này nó qua FI phun xăng điện tử rồi nha anh em, thì không có sợ tiết kiệm xăng luôn. Lâu lâu mới về một em Noza nha. Mấy Noza chi thì bán hết rồi. Còn này chỉ có 10,5 triệu, còn lại là 10,3 triệu. Vision đang nhám, biển 60 Đồng Nai, 60C73993, 17,5 triệu. Máy móc thì nguyên zin, phiên bản màu đen nhám nha. Vision đen nhám. Rồi, Vision trong cùng là 67F13787.
cũng phiên bản màu đen luôn nha anh em, màu đen bóng nha, 19.800. Máy móc em bao người là nguyên zin nha, máy móc nguyên zin, máy êm, bình đầy đủ luôn. Rồi em này AB 125, biển 50i159436 nha, 31.800. Máy móc hiện nguyên zin, xe đẹp, phiên bản màu đỏ đô nha. Một em AB, em này biển 59i364623, 23.500, 9 chỗ bao ký giấy cho anh em mình nha. Em này thì cũng chính chủ bao ký cho anh em mình, 50N162501 nha, 248 tem 3D, chính chủ bao ký giấy cho anh em mình, muốn sang tên rút gốc thì cứ thêm phí ra cho em, còn ký quyền thì không có tốn đồng nào nha. 50N162501, không có xì mắt cây nha anh em, xe này thì cũng có qua xì mắt cây rồi, chìa khóa đầy đủ nha, tem 3D nha, đây tem 3D rất là đẹp luôn, nhìn chân cũng còn rất là sáng bóng luôn nha. Và chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 24.8 còn là 24.6 nha. Anh em mình đang kiếm mấy dòng AB thì cứ liên hệ với em, Acelo này em bán giá mọi người chỉ có là 7 triệu 7 còn là 7 triệu rưỡi nha. 59L235176 nha anh em. Máy móc em bao người máy im bình đầy đủ luôn nha. Vỏ trước vỏ sau chủ mới thay nè nên còn rất là mới nha. 7 triệu rưỡi thôi. Acelo giá để cho anh em mình kiến cộng đầy đủ nè anh em. Rồi, Winner X biển 47E1 71309, 17.800, còn lại là 17.6 nha. 47 Đắk Lắk nha anh em, 47 Đắk Lắk, 47E1 41309, đó sao còn rất là mới luôn, rất là mới luôn nha. Còn em nào Vinny máy móc hiện nguyên zin nha, em ba máy móc nguyên zin, đầu chưa có dấu chạm nha, 17.8 còn là bằng 17.6. Một em Winner, em này đời 2020, 69 Cà Mau, 69 Cà Mau 32496. Con này em bán chốt cho quý cô chú anh chị em mình là 18.800 nha, 18.8. Anh em mình chi tiết hơn thì mình cứ liên hệ về qua số Zalo của em là 0379666994 nha. Chốt đơn cho quý cô chú anh chị em mình là 18.800. Rồi. Thì hôm nay em cập nhật giá xe chi tiết cho quý cô chú anh chị em mình. Nếu quý cô chú anh chị em mình có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em nha. Tự nhiên quên đầu tiên. Rider Sun Cơ. Tự nhiên nhìn cái xe cái quên cái tên. Rider Sun Cơ nha, 12 triệu 500. Hôm nay em về với con này đẹp quá. Con này chỗ khác nó bán chắc phải tầm 7-8 triệu hoặc là trên 10 triệu luôn nha. Bán cho quý cô chú anh chị mình chỉ có 6 triệu thôi, giá rất là mềm nha, giá rất là ok cho quý cô chú anh chị em mình. Đây em mở cốp cho quý cô chú anh chị em mình xem lại nha. Ấm bình xăng nè, ốc tán còn xanh 7 màu đó, còn xanh 7 màu. Hôm nay về con này rất là đẹp nha, xe này là
nguyên thủy nha, chưa có giảm giá bán trước nha. Con này mà nếu mà lại coi xe mà chỗ nào có giảm giá bán trước là em tặng ly cà phê nha, tặng ly cà phê uống chơi. Giờ đạp còn Honda 61 biển Bình Dương 61H1 44806 nha. Rồi anh em mình, em nghi chắc con này chắc bay sớm quá, anh em mình ưng thì mình cứ cọc cho em nha, chứ không là dặn dặn miệng là không còn luôn nha anh em. Con này chắc em nghĩ là chắc em lên video cái là bán liền luôn. Rồi thì hôm nay là ngày thứ sáu, là cuối tuần rồi, em cũng xin kính chúc cho quý cô chú anh chị em mình có một đêm cuối tuần thật là vui vẻ nha. Thì cũng gần sắp tới lễ 30/4, 1/5 rồi, anh chị em mình có về quê hoặc là có đi chơi thì mình cũng an toàn nha, an toàn là trên hết nha, đi đến nơi về đến chốn. Còn có kiếm xe mua xe đi chơi hoặc là đi xe mua xe mình đi dạo phố chở người yêu hoặc là chở gia đình đi chơi thì mình cứ ưng dòng xe nào thì cứ liên hệ về cho em nha. Số điện thoại của em là 0379666994 nha. Số điện thoại của em xin nhắc lại địa chỉ là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Đặc biệt là anh em ở xa luôn tin tưởng đặt cọc cho em ship về nha. Thì mấy hôm nay em bán rất là chạy luôn, có một số xe chưa kịp về quay, bữa có con RS máy móc nguyên zin, đầu nồi chưa có dấu chạm luôn nha. Vừa về cái có một anh hỏi xe cái anh cũng chốt luôn rồi. Thôi em dừng video hôm nay, thì để thứ ba qua tuần nếu có thời gian rảnh thì em sẽ lên sóng lên clip cho quý cô chú anh chị em mình xem nha. Giờ rồi em xin thành cảm ơn quý cô chú anh chị em mình, và nhớ đăng ký kênh cho em một like nha. Đăng ký kênh thì em sẽ có ra video mới, nó sẽ thông báo cho quý cô chú anh chị em mình xem sớm nhất nha.